khỏi mai khỏi cắt khỏi mắt tiền công mua xong rồi mặc thôi có 35 ngàn, đi chợ đi chơi thảnh thơi ghé lợi nhé ơi, có 35 ngàn, ba bộ 100, ba cái đồng 100 bộ ơi. Hàng đẹp sổ giá bèo, hàng đẹp sổ giá bèo luôn ơi, 35 35, ba bộ 100, bán rẻ lấy mấy đồng tiền lẻ gì luôn, vợ bạn lẻ với nhau ơi, đẹp quá thì đẹp, dễ thương quá trời dễ thương luôn, có 35 ngàn. À, một cái quần jean chỉ có giá 100 ngàn. À, một cái áo sơ mi có giá 65 ngàn. À, áo sơ mi này đây 65 ngàn. À, đây mình thấy cộng dây lịch chỉ có 12 ngàn thôi. Ồ, rất là rẻ. Bóp nam 25 ngàn. Bóp nam rẻ hơn bóp nữ. Bóp nữ chắc 35 ngàn. Ủa, cộng dây lịch đem 12 ngàn luôn, 11 ngàn luôn. À, tiếu bà Chiểu này, hủ tiếu bà Chiểu ở bên mặt đường Bùi Hữu Nghĩa, hủ tiếu thịt heo, hủ tiếu gà, hủ tiếu giò heo 30 ngàn. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc. Và Sài Gòn bây giờ là 8 giờ tối, và khi ta nghe nói đến Sài Gòn về đêm thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những ngôi chợ như chợ Hòa Bình, chợ Sài Gòn, chợ Hồ Thị Kỷ, chợ Gò Vấp, rồi chợ Thái Bình, rồi vân vân và vân vân. Trong đó có ngôi chợ Bà Chiểu, và hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ đường Đinh Tiên Hoàng và Phan Đăng Lưu, mà ngày xưa Phan Đăng Lưu có tên là Chi Lăng đó. Theo thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về ở trung tâm Sài Gòn, đó là theo con đường Đinh Tiên Hoàng, và bên cánh phải là đường Phan Đăng Lưu và đường Chi Lăng ngày xưa. Chúng ta đi thẳng thì sẽ về sân bay luôn ha, sân bay Tân Sơn Nhất đó. Và theo hướng ngược lại thì chúng ta sẽ đi về cầu Bình Triệu, đi về Thủ Đức. Và nơi đây có một ngôi chợ, có lẽ tất cả cô chú anh chị các bạn đều biết, đó là ngôi chợ Bà Chiểu. Chợ Bà Chiểu gắn liền với lăng ông Bà Chiểu. Trước mặt chúng ta đó là lăng ông Bà Chiểu. Và khu này rất là lớn, lăng ông Bà Chiểu này có rất là lâu năm rồi, khu thành Gia Định ngày xưa đó. Và nơi đây có một ngôi chợ mà có lẽ rất là đông đúc về đêm, kể cả ban ngày. Ngôi chợ này nằm tiếp giáp giữa bốn con đường, thứ nhất là Diên Hồng, rồi Bùi Hữu Nghĩa, Vũ Tùng, và trước mặt đó chính là con đường Phan Đăng Lưu. Và ngày hôm nay mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi khám phá một con chợ mà ở đó về đêm với những cái mặt hàng, cửa hàng, cái gian hàng ăn uống rất là rẻ. Những mặt hàng ở đây thường bán dưới giá dưới 100 ngàn, là tầm khoảng chưa tới 5 đồng đó, chưa tới 5 đô la đó, 5 đô la Mỹ đó ha, không tới 5 đô la Mỹ. Chúng ta sẽ có một cái áo, một bộ đồ, và có thể là một đôi giày, rất là rẻ. Chợ này rất là có tiếng ở khu vực Bình Thạnh. Chợ này nằm ở trung tâm quận Bình Thạnh. Và Sài Gòn chúng ta có các quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, tới quận 12, và
Bên cạnh đó cũng có những cái quận, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân, quận Bình, quận Tân Phú. Và trong đó có quận Bình Thạnh, hôm nay chúng ta sẽ đi quận Bình Thạnh ha. Bên cánh phải chúng ta đó là khu chung cư ở trước đầu chợ Bà Chiểu đó. Và nơi đây có con đường nhỏ nhỏ bán rất là nhiều quần áo nè. Và song song với trục đường Phan Đăng Lưu này, ở cuối chợ đó là đường Vũ Tùng. Và bên cánh phải là đường Viên Hồng, đường Viên Hồng cặp bên cánh phải của ngôi chợ. Và bên cánh trái nữa đó là đường Bùi Hữu Nghĩa đó. Đó, nhìn lại chung cư này nè, không phải chung cư mà là một cái dãy nhà rất là giống nhau. Y chang chung cư vậy ha. Và ngày xưa nếu cô chú anh chị của bạn đã từng ở cái khu Bà Chiểu này thì hôm nay chúng ta có dịp về để mình tham quan rồi thưởng lãm một số hình ảnh ở đây. Không biết đâu trong những hình ảnh này cũng có ngày xưa các anh chị và các bạn cũng đã từng đi ngôi chợ này về đêm. Và hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại ngôi chợ rất là lâu năm ở đây. Bên cánh trái chúng ta đó là trường Nguyễn Đình Chiểu. Không qua trường rất là lâu rồi. Ngôi trường có kiến trúc thời Pháp ha. À, bây giờ chúng ta sẽ đi qua đường và mình sẽ khám phá ngôi chợ này xem như thế nào ha. Đây là những xe rác mà người ta chờ xe đổ rác tới đó để chở đi. Và trước mặt chúng ta đó là đường Lê Quang Định, theo thẳng hướng đường Lê Quang Định này mình sẽ đi về Gò Vấp luôn nè. Ở Gò Vấp cũng có một ngôi chợ về đêm đó. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đi chợ Bà Chiểu ở Bình Thạnh. Rồi chúng ta cùng qua đường nha. Đường xe cộ rất là đông và chúng ta sẽ đợi vắng xe mình sẽ qua đường. Và trước mặt chúng ta đó là chợ Bà Chiểu đó. Bên cánh trái là đường Bùi Hữu Nghĩa. Và bên cánh phải là đường Viên Hồng. Và trước mặt sau lưng đó là đường Vũ Tùng. Và trước mặt đây chúng ta đó là đường Phan Đăng Lưu. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua đường nha. Khi nói về ngôi chợ Bà Chiểu về đêm thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những cái hàng quán ăn uống, rồi những xe xôi, những xe hủ tiếu và quần áo có giá rất rẻ. Chúng ta sẽ đi bên cánh phải mình vòng qua ha. Gấu bông nè, với những cái túi xách rồi vali. Bây giờ cũng gần Noel rồi, nên thành ra cuối năm có rất là nhiều đồ.
Mà riêng chợ này thì ngày nào cũng có nhiều đồ, nhưng không riêng gì cuối năm ha. Đó, chăn ga mền gối, chăn ga gối nệm. Nguyên dãy con đường, mặt tiền của đường Phan Đăng Lưu là những shop quần áo, rồi những shop giày dép. Một cái quần jean chỉ có giá 100 ngàn, một cái áo sơ mi có giá 65 ngàn. Áo sơ mi này đây 65 ngàn. Và các anh chị các bạn nào chưa biết đến chợ Bà Chiểu thì chúng ta hãy đi khám phá thử ha. Ở đây có rất là nhiều đồ rẻ. Và đây là nệm nè, nệm lớn, nệm nhỏ, rồi gối dài, gối ngắn, gối ôm, rất là nhiều luôn. Ở đây thì có bãi giữ xe để chúng ta đi chợ nữa nè. Ở trong đây hả? Khỏi mai, khỏi cắt, khỏi mắt tiền công luôn, mua xong rồi mặc rồi có 35 ngàn. Đi chợ, đi chơi, thảnh thơi, ghé lợi nha Úc ơi, có 35 ngàn, 3 bộ 100, 3 cái đồng 100 Úc ơi. Hàng đẹp sổ giá bèo, hàng đẹp sổ giá bèo luôn ơi, 35, 3 bộ 100. Bán rẻ lấy mấy đồng tiền lẻ gì luôn, vợ bạn lẻ luôn nha Úc ơi. Đẹp quá trời đẹp, dễ thương quá trời dễ thương luôn, có 35 ngàn, 3 bộ 100, 3 cái đồng 100. Ba bộ 100, ba cái đập 100. Quần jean, áo thun. Bên cánh phải là hoa. Rất là nhiều hoa luôn. Đủ các kiểu hoa luôn nè. Người ta đã bó sẵn rồi. Tiếp tục mình sẽ qua con đường Bùi Hữu Nghĩa xem sao nha. Bây giờ thì bên trong nhà lồng chợ cũng đã nghỉ đóng cửa, chỉ có những hàng quán, những cái sạp, những cái sạp quần áo ở trước, ở khu, ở ngoài viên của chợ, ngoài rìa chợ đó. Chứ trong nhà lồng chợ thì đã nghỉ hết rồi. Chúng ta thấy đây có nước sâm nè, bánh bao, xôi. Xe xôi. Dép. Và thẳng con đường Bùi Hữu Nghĩa này chúng ta sẽ đến cái giáo xứ Tân Định, nhà thờ Tân Định, ủa nhà thờ Gia Định chứ. Ở khu này gắn liền với thành Gia Định ngày xưa đó, nên có rất là nhiều cái địa danh gắn liền với chữ Gia Định, như Bệnh viện Nhân dân Gia Định nè, ngày xưa là Bệnh viện Nguyễn Văn Học đó. Quần áo nè. Đây mình thấy cộng dây lịch chỉ có 12 ngàn thôi. Rất là rẻ. Cộng dây lịch 12 ngàn. Rồi đồ cột tóc 10 ngàn. Bên đường thì bán giày, dép. Rất là nhiều luôn nè. Bóp, bóp mà. Bóp nam 25 ngàn, bóp nam rẻ hơn bóp nữ, bóp nữ chắc 35 ngàn. Ủa cổng dây lịch đem 12 ngàn luôn, 11 ngàn luôn.
quá trời đô luôn. Nếu một hồi còn còn thời gian, chúng ta sẽ khám phá khu ăn uống ở ở chợ Bà Chiểu này ha. Đó, mình nhìn bên đường nè. Quần áo nè, những cửa hàng bán giày dép, bán vàng, rất là nhiều luôn. Hôm qua chúng ta đi khám phá chợ chợ Tân Mỹ rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá chợ Bà Chiểu. Lớn hay nhỏ? Đây có gánh bánh bèo, bánh bèo. Đồng giá 70.000. Quần jean. Đây có hủ tiếu Bà Chiểu nè, hủ tiếu Bà Chiểu ở bên mặt đường Bùi Hữu Nghĩa. Hủ tiếu thịt heo, hủ tiếu gà, hủ tiếu giò heo 30.000. Ba dịch nó nhé. Khô mực quá đó, quần 70.000, quần 50.000, dép nữ 25.000, 50.000, 60.000 dép nam. Hai ba đô thôi, cũng như là chỉ có 50 sen thôi, 10.000, 12.000 thôi. Là mình có một cộng dây nịch rồi, rất là rẻ. Đây là dây dép nè, và bên trong đây là những cái sạp của chợ bán ban ngày, và ban đêm thì đóng cửa. Khi mà ban đêm đóng cửa những cái sạp thì những cái xe bán quần áo này sẽ mọc lên và làm cho ngôi chợ thêm phần đông đúc, sum tụ hơn. Bây giờ chúng ta đến khu ăn uống rồi đó, khu ăn uống chợ Bà Chiểu. Xôi gà xá xíu chợ Bà Chiểu nè. Đây xôi đông ghê chưa, cặp bên hông chợ Bà Chiểu đó, rất là đông luôn. Mình vô khám phá thử ha. Cọc làm em. Nó gà đi xa xíu. Nó hợp
rồi chúng ta sẽ đi ra ha, mua để khám phá thôi. Rồi chúng ta tiếp tục đi ra ngoài đường Bùi Hữu Nghĩa. Và thẳng dưới này đi lại một xíu nữa chúng ta sẽ đến nhà thờ Gia Định. Và theo con đường Vũ Tùng này cũng có rất là nhiều hàng quán ăn uống nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi theo đường Vũ Tùng đến đường Đinh Tiên Hoàng nhé. Và xôi Bà Chiểu nằm ngay phía bên cạnh bên hông của đường Vũ Tùng và đường Bùi Hữu Nghĩa. Và đây là chợ rau cải buổi sáng, buổi chiều vẫn còn bán cho các anh chị đi làm về trễ đó. Rồi mình ra đây đi ngày làm đi ngang đây để mua luôn, rất là thuận tiện ha. Sài Gòn không có Sài Gòn không có giờ ngủ mà lúc nào cũng có người bán, lúc nào cũng có người mua. Bên đây có hủ tiếu Hoành Thánh. Do là chợ rau nên thành ra có một số rau hư, rau nó bị sâu đó, người ta bỏ rồi, thành ra nó sẽ ở đây, khu vực này sẽ có cái mùi. Bên kia là nhà lòng chợ là đây, nhưng mà buổi tối thì đã nghỉ hết rồi đó. Thẳng hướng này mình sẽ ra lại đường là Phan Đăng Lưu nè. Và thẳng con đường Vũ Tùng này mình sẽ ra Lăng Ông Bà Chiểu, đường Đinh Tiên Hoàng. Một số hình ảnh ở khu vực chợ Bà Chiểu về đêm gửi các anh chị và các bạn đi ngang qua những cái hàng quán ăn uống, những cái sạp đồ, những cái sạp quần áo, những sạp hoa. Bạn thấy giá rất là rẻ, một hộp xôi thì có giá 22.000. Và nghe nói xôi ở đây rất nổi tiếng với nước sốt rất là đặc biệt. Và nếu các anh chị và các bạn có dịp đi ngang thì chúng ta cùng khám phá thử. Nếu ăn uống thì cái xe xôi đó, cái gánh xôi đó cũng có trong cái những cái app, những app của Foodie, những cái app của GoViet, GoFood, GrabFood. Mình ngồi ở nhà mình đặt thì cũng rất là thuận tiện ha. Nếu các anh chị bạn không tiện đi, và hôm nay chúng ta có một số hình ảnh để mình tham khảo khi có dịp đến Sài Gòn, và nếu mà các anh chị và các bạn đã từng ở đây thì mình có dịp để nhìn lại một ngôi chợ rất là lâu năm. Chợ được thành lập năm 1942 và đến năm 1987 thì ngôi chợ được mở rộng thêm, có tuổi đời gần cả trăm năm ở khu vực thành Gia Định này. Đó, và hôm kia chúng ta thấy có cái sạp, có cái sạp trái cây, rất là nhiều loại trái cây nè, nhưng mà không có nhiều bằng ở chợ Tân Mỹ hôm qua đâu ha. Rồi, một số hình ảnh ở khu chợ Bà Chiểu về đêm gửi các anh chị và các bạn, hy vọng là gửi một chút hương xưa của Sài Gòn đến với các anh chị và các bạn ở
ở xa, đã ngày xưa đã có một thời gian gắn bó. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. À, chúng ta dừng lại ngay chỗ giao lộ Vũ Tung và Trịnh Hoài Đức. À, đường Trịnh Hoài Đức này cặp bên hông cái lăng ông bà Chiểu luôn nè. Quán cơm Thanh Bạch. Thank you.